Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube Nhà đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà với mã số mới. Mẫu nhà 2 tầng mang mã số BT2-92125. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ thiết kế phần kiến trúc với chi phí rất ưu đãi, chỉ 3.999.000 đồng. Thay vì bỏ ra số tiền lớn, gấp rất nhiều lần, thì nay các bạn đã có thể sở hữu ngay một hồ sơ thiết kế chất lượng mà chi phí tiết kiệm ưu đãi. Vậy có gì ở mẫu nhà mới này? Xin mời các bạn cùng theo dõi chi tiết thiết kế ngôi nhà. Hình ảnh các bạn đang xem là phối cảnh tổng thể nội thất tầng 1. Với kích thước phủ bì tường chiều rộng là 8,2m, chiều sâu là 12,1m. Diện tích sử dụng là 195m2 cả 2 tầng, trong đó tầng 1 rộng 100m2, tầng 2 rộng 95m2. Ngôi nhà được bố trí với một phòng khách, một phòng thờ, 4 phòng ngủ, một phòng bếp và 3 vệ sinh. Bước vào sảnh chính, không gian đầu tiên xin giới thiệu với các bạn là phòng khách. Diện tích khoảng 32m2. Diện tích được coi là tương đối rộng so với mặt bằng chung các mẫu nhà cơ bản, thích hợp với những gia đình có sinh hoạt nhiều người. Đi sâu vào bên trong là sảnh phụ và phòng bếp, tổng diện tích khoảng 29m2. Như vậy, với gần 60m2 diện tích sinh hoạt chung liên thông với nhau, chúng ta có thể thấy rằng không gian sử dụng chung dưới tầng 1 của ngôi nhà rất rộng đúng không ạ? Với hai sảnh đi từ hai hướng khác nhau, ngôi nhà có cách tiếp cận giao thông linh hoạt đa dạng, có thể tạo được sự độc lập cần thiết. Bên phòng khách là cầu thang đi lên tầng 2, cầu thang 23 bậc, thiết kế ngăn cách bằng các lam gỗ thẳng đứng hiện đại. Bên cạnh cầu thang là vệ sinh chung tầng 1, vệ sinh rộng 4,4m2. Cửa đi dưới gầm cầu thang kín đáo. Cuối cùng là phòng ngủ tầng 1, vị trí bên cạnh bếp ở phía cuối nhà, diện tích 13m2. Thiết kế gọn gàng với đầy đủ các đồ đạc nội thất cơ bản. Như vậy, qua những giới thiệu nhanh mặt bằng tầng 1, chúng ta có thể thấy các không gian sinh hoạt có diện tích tương đối rộng đúng không ạ? Tiếp theo, xin mời các bạn xem tiếp phối cảnh công năng bố trí nội thất tầng 2. Như hình ảnh chúng ta đang thấy, từ cầu thang đi lên là hành lang giao thông trung tâm, từ đây chúng ta sẽ đi đến các phòng chức năng trên tầng 2. Phía bên trái nhà bao gồm có 3 phòng ngủ, diện tích từ 12,5 đến 15m2 một phòng. Đây là diện tích đủ để đáp ứng những yêu cầu khá cơ bản về không gian phòng ở. Vệ sinh tầng 2 được bố trí gần nhau, tạo thành khu kỹ thuật riêng, diện tích từ 3 đến 3,7m2. Với hai vệ sinh bên ngoài như vậy thì việc sinh hoạt của các thành viên trong gia đình sẽ thoải mái hơn, ít khi trùng lặp mà phải đợi chờ. Bên cạnh khu vệ sinh là sân phơi quần áo, diện tích 7,5m2. Sân phơi nằm phía trên phòng ngủ tầng 1, thiết kế hai mặt thông thoáng, có hoa sắt bảo vệ. Ở góc nhìn này, vị trí chúng tôi đang đánh dấu là góc nhỏ đặt bàn học kết hợp bàn vi tính của gia đình. Bên cạnh là phòng thờ, diện tích 10m2. Phòng thờ nằm tại vị trí phía trước nhà, thiết kế bàn thờ hướng quay theo hướng cửa chính. Như vậy, qua những giới thiệu tổng quan phần nội thất, chúng ta có thể nắm được cơ bản cấu trúc không gian ngôi nhà rồi đúng không ạ? Và tiếp theo, xin mời các bạn cùng đi tiếp vào phần thiết kế ngoại thất của công trình. Hình ảnh các bạn đang xem là góc phối cảnh chính. Ấn tượng đầu tiên đó là nét hiện đại và đơn giản đúng không ạ? Phong cách kiến trúc mái Nhật đang rất thịnh hành được áp dụng cho công trình vì tính thẩm mỹ và tiết kiệm chi phí. Các đường phào chỉ trang trí nổi bật trên tông nền sơn màu nâu đỏ và màu trắng, kết hợp các mảng tường ốp gạch giúp ngôi nhà trông góc cạnh và khỏe khoắn hơn. Cửa ngoại thất với những pano kính lớn làm tăng thêm vẻ hiện đại cho ngôi nhà. Đây là một trong những mẫu nhà đáng tham khảo, chi phí thi công được chúng tôi tính toán khoảng 980 triệu đồng. Giá dự toán chúng tôi đưa ra có thể thay đổi theo từng điều kiện nên các bạn cần lưu ý. Sau đây, xin mời các bạn xem thêm các góc nhìn phối cảnh khác để ngắm tổng quan ngôi nhà. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu nhà 2 tầng mang mã số BT2-92125.
Nếu các bạn thấy đẹp và phù hợp với những ý tưởng cho ngôi nhà tương lai của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về hồ sơ mẫu nhà này nhé. Xin nhắc lại, chỉ với 3.999.000 đồng, các bạn đã sở hữu ngay bộ hồ sơ phần kiến trúc thi công của mẫu nhà này. Hồ sơ bao gồm đầy đủ ảnh 3D ngoại thất, 3D nội thất và các bản vẽ kích thước của ngôi nhà từ chi tiết chiều cao, chi tiết mặt bằng, chi tiết mặt đứng cho đến các chi tiết phào chỉ, chi tiết cột, chi tiết cửa, vân vân. Tổng quan chung là hồ sơ kiến trúc đầy đủ chi tiết để các bạn cùng tham khảo đấy ạ. Hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình nếu bạn cần tư vấn. Đừng quên nhấn nút theo dõi kênh để cập nhật những mẫu nhà mới của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.